em chào anh ạ. Ngày hôm nay thì em vô tình đi lang thang ở trong cái con ngõ nhỏ này và rất là thấy bất ngờ và đặc biệt trước cái cánh cổng ngôi nhà mình. Mà em thì đang muốn tìm một cái bối cảnh thật là đặc biệt để có thể cho cái bộ sưu tập mới của em. Thì không biết là em có thể vào tham quan cũng như là tìm hiểu về cái ngôi nhà của mình được không ạ? Rất vui được mời Hân vào tham quan ngôi nhà. Dạ. Không ngờ bước qua cánh cổng nhỏ này là một cái sân rất là to và cái ngôi nhà kiến trúc rất là đặc biệt anh ạ. Giới thiệu với Hân, đây là một ngôi nhà xây mới, được xây trên một khu vườn cũ thuộc làng cổ ven sông Hà Nội. Em thấy rằng là trong cái sân vườn này mình còn giữ được nguyên hiện trạng của những cái cây dường như là rất là cổ và có lẽ là tuổi thọ có hàng trăm năm đúng không anh? Đúng vậy, khi mà mình quan sát cái khu vườn để chọn vị trí mà xây cốt ngôi nhà ấy thì mình đã phải nghiên cứu toàn bộ các cái cảnh quan xung quanh cũng như các cây cổ thụ này, những cái bụi chuối. Thì làm sao để cho cái vị trí ngôi nhà là tránh ảnh hưởng đến toàn bộ cái không gian xung quanh. Để mình tránh cái việc di rời cũng như là phải chặt bỏ những cái cây mà đang có sẵn ở khu vườn phải không anh? Cái quan điểm của mình là cái cảnh quan sẽ là cảnh quan tự nhiên chứ không phải cảnh quan nhân tạo. Anh này, em thấy rằng là ở trong khu vườn của mình thì có rất là nhiều những cái cây cổ thụ này, rồi là những cây chuối lớn như này. Làm nào để mình có thể thiết kế cái kiến trúc của ngôi nhà mà vẫn giữ nguyên được cái hiện trạng của khu vườn cổ ạ? Thứ nhất là cái việc mình chọn chiều cao của tầng nhà chỉ có 2 tầng thôi. Mình lấy ra bề rộng nhưng mà để chiều cao thấp. Thì vì vậy mà sẽ không ảnh hưởng đến tầm cao của các cái thân cây, như cái tán lá, anh có nhìn thấy này. Những cái mái của cây thì không vượt qua những tán lá lớn. Thế thì có lẽ là nếu mà mình từ những cái hàng xóm này nhìn sang bên cạnh thì không thấy cái ngôi nhà của mình mà chỉ dường như toàn thấy những tán lá xanh thôi đúng không anh? Đúng rồi, khi đứng trên sân thượng hàng xóm ấy thì gần như là mình chỉ nhìn thấy gọi là lấp ló thôi cái mái nhà của mình. Và đứng ở phía xa nhìn vào thì chỉ nhìn thấy như kiểu là một cái vườn cây. Vậy điểm nhấn của kiến trúc này thì là gì hả anh? Như Hân thấy đấy, thì nhìn từ trên và nhìn từ ngang vào thì Hân cũng không nhìn thấy ngôi nhà nổi bật bất kỳ một cái gì so với không gian xung quanh. Thật ra cái gọi cái điểm nhấn thì mình cũng không nói, mà gọi là cái ý tưởng chủ đạo của ngôi nhà chính là cái mà ngôi nhà được hòa đồng với không gian xung quanh. Gần như là không có giới hạn không gian giữa ngôi nhà với cả những vật thể xung quanh. Vậy anh có thể chia sẻ cho em kỹ hơn về kiến trúc của ngôi nhà này được không? Đầu tiên là về cái tầng 1. Tầng 1 thì toàn bộ xung quanh tầng 1 là lớp tường bao che. Lớp gọi là lớp vỏ bọc bao che. Giống như Hân mặc áo ấy thì cái nếu mà nhiều lớp áo mỏng thì hơn một lớp áo dày. Thì nguyên tắc mình tạo ra cái lớp tường này cũng thế. Thì sử dụng vật liệu gạch và gỗ. Dùng 4 lớp vật liệu. Em thấy rằng là cái cửa của ngôi nhà này rất là đặc biệt. Anh có thể giới thiệu cho em kỹ hơn được không ạ? Đây là cái cửa mà mình áp dụng các cái kinh nghiệm của ông cha ta ngày xưa ấy. Đấy, cửa là thượng song hạ bản. Thượng song hạ bản có nghĩa là phía trên là những cái song, song chắn. Ở dưới là, đây, anh có thể xem ở dưới, kín. Thì là những cái bản, đây là những cái bản gỗ. Nhưng mà mình đã áp dụng cách linh hoạt là mình không chỉ có là thượng song hạ bản mà thượng, trung và hạ đều có thể là những cái song. Hoặc đều có thể là những cái bản. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng điều tiết gió để đi vào cái ngôi nhà của mình, đúng không ạ? Đúng rồi, điều tiết gió và ánh sáng. Và thứ hai là mở cái song theo dạng là thượng, trung, hạ thì là phù hợp với cái tầm nằm, tầm ngồi và tầm đứng của con người. Em thấy rằng là dường như là nó không chỉ có lớp gỗ không mà trong này còn có một lớp lưới đúng không ạ? Đúng rồi, lấy đây mở ra xem. Trong này làm thêm một lớp kính nữa. Đúng rồi, đây là một lớp lưới để chắn côn trùng.
cũng như giảm tốc độ của gió. Trong những ngày mùa đông ấy thì những cái luồng gió mạnh sẽ không thổi trực tiếp vào ngôi nhà. Thứ hai là lớp kính. Lớp kính sẽ làm giữ ấm, giữ toàn bộ nhiệt cho ngôi nhà trong mùa đông. Như vậy là với bốn cái lớp che chắn như này thì chúng ta hoàn toàn có thể rất là ấm áp vào trong cái ngôi nhà này đúng không ạ? Rất ấm áp trong mùa đông và mát mẻ trong mùa hè. Nó vừa có thể tác dụng giữ nhiệt và cũng có thể tác dụng là làm mát cái ngôi nhà này hơn. Đúng rồi. Nè. Giới thiệu với Hân, đây là tầng 2, nơi làm việc. Wow, quả là một không gian kiến trúc rất là đặc biệt. Giới thiệu với Hân, dạ. Không gian của tầng 2 được cấu trúc, nó mở ra bốn xung quanh. Từ trên cao xuống thì giống như một cây nấm to trong khu vườn. Mà em thấy rằng là nhờ những cái lớp cửa kính như này thì chúng ta cảm giác như là mình hòa mình vào thiên nhiên. Bởi bốn bề thì đều nhìn thấy những cái cây xanh. Đúng rồi. Toàn bộ xung quanh là bằng một lớp tường kính. Ở ngoài là các cái cửa kính phên, là những cái cửa sổ. Khi mà mình muốn có ánh sáng thì mình mở ra, còn khi mà muốn giảm ánh sáng thì mình kéo lên. Lớp tường kính với cả lớp phên này không sát nhau mà cách nhau một khoảng, làm cho không khí lưu thông. Đấy là một lớp như kiểu lớp đệm không khí, làm giúp cho cái lớp tường kính này vào mùa hè thì cũng không bị nóng. Vào mùa đông thì nóng. Đúng rồi. Thứ hai mình muốn giới thiệu cho Hân thêm về cái tấm phên này. Thì bình thường ấy thì Hân có thể thấy là cái cửa thì thông thường bản này được treo ở trên, ở lên trên. Nhưng mà cái cửa riêng cái phên này mình lại đặt ở dưới. Nhất là khi mà ánh sáng chiếu thẳng vào thì mọi người có thể nhận được ánh sáng để làm việc. Thứ hai là ánh sáng ngoài cái việc chiếu thẳng thì những cái tia sáng mà chiếu xuống sẽ đập vào cái phên này. Và nó hắt vào đây để đúng không? Để mà xả lại, là tăng cường ánh sáng sâu thêm cho không gian làm việc. Cái phên này nó cũng làm cho mình gợi nhớ đến những cái ngôi nhà cổ ngày xưa, những ngôi nhà truyền thống của các cụ phải không anh? Và nó rất là hòa hợp với cái không gian cũng như là cái ngôi vườn cổ với rất là nhiều những cây cổ thụ như thế này. Em thấy rằng là với những cái không gian cũng như là cấu trúc như này thì có lẽ là cái ngôi nhà nó giải quyết rất là tốt cái vấn đề về năng lượng, bởi vì hạn chế cái việc mà chúng ta phải sử dụng đèn khi buổi sáng này, hay là không cần phải quá nhiều quạt gió hay là điều hòa mà vẫn cảm thấy rất là không khí thông thoáng đúng không ạ? Hân có thể thấy ở đây là toàn bộ ngôi nhà này mình không dùng điều hòa, nghĩa là lượng điện năng sử dụng là hạn chế đến mức tối đa. Thậm chí đến những ngọn đèn thì là cũng sử dụng những đèn tiết kiệm năng lượng và ánh sáng màu đỏ. Nó giống như những ngọn đèn dầu ngày xưa của ông cha ta ấy. Dạ. Chủ yếu là sử dụng nguồn ánh sáng tự nhiên. Với cả thứ hai về thông gió làm mát ngôi nhà tự nhiên thì mình muốn giới thiệu hơn cái hệ thống cửa ở phía dưới chân. Cái thông cửa này thì thứ nhất là khi mà mở ra thì gió và không khí sẽ từ ngoài vào, lùa vào đây đúng không? Lùa vào. Và những cái không khí nóng ở phía trên, tức là những không khí nóng ở phía trên thì theo nguồn đối lưu thì nó sẽ bốc lên và bốc lên mái. Và như thế nó sẽ có sự đối lưu gió giữa bên trong và bên ngoài đúng không ạ? Nó sẽ tạo ra cảm giác rất là thoải mái cho người sử dụng ở trong cái văn phòng này. Thứ hai là anh có thể thấy là cái lớp cửa sổ này rất là thấp. Khi mà gió nó thổi thì nó sẽ không làm bay những cái giấy tờ. Đúng là một sự tính toán rất hợp lý cho một căn phòng dùng để làm việc mà có nhiều giấy tờ phải không anh?
An thân mến, từ kinh nghiệm mà xây dựng ngôi nhà của mình, thì anh có thể chia sẻ cho những khán giả của chương trình về cách mà xây dựng cũng như là sửa chữa những ngôi nhà ở trên những khu vườn hoặc là những mảnh đất cổ như này không ạ? Trong cái cuộc sống hiện đại ấy, thì rất nhiều những cái thứ mà đồ cũ và nhiều khi chúng ta là bị cuộc sống cuốn đi, quên đi những cái giá trị của chúng nó. Vì vậy mà nếu mà muốn xây dựng một ngôi nhà tại một cái không gian mà xung quanh là những cái khu vườn, những cái nhà cổ thì chúng ta phải hết sức thận trọng, quan sát và hạn chế cái ảnh hưởng sâu đến cái không gian xung quanh. Làm sao cho là phải giữ gìn được cái không gian xung quanh để mà cái công trình của mình được hòa đồng cùng với không gian xung quanh. Tức là mình nên hạn chế cái việc mà phá bỏ những cái cũ đi, mà nên là xây dựng dựa theo những cái mà kiến trúc cũ đang có cái gì thì mình nên đặt để cũng như là hài hòa với nó, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh. Và chắc thì ngày hôm nay thì Ngọc Hân cũng có một kỷ niệm chương để dành tặng cho anh ạ. Xin cảm ơn Ngọc Hân. Xin cảm ơn chương trình Không Gian Xanh. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Không Gian Xanh cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.